chá xong chụp nâng sơ văn thá chiều bè kịch chấn đam mê lịch xong có xong bốn tạm rì dạc bọt chùm riêng chạp chúm lùi vời xong phục mài bông bốn cho rung thư sản đối tạo về đã xong chụp rịp xuống thật đo phục mài bọc ôn được ớt đại ban tạm đàn được cảm thí mai cao mà đò rồi đòi cả tí vì kiếm bát mê chụp sơ văn thá ngay con tái cảm thí dưỡng bàn chân chung mà đòi chung từ bầy hái không chung từ bầy ní cảm thí bàn đặt bây giờ chọn bánh hành ở đấy trời chưa rơi chùm riêng mới bắt đại miên cho bạn còn trống nhưng mà bỏ sai nó không cảm về thì này ngay nít nhưng bát ban chưa rơi chùm riêng mới bắt đại miên chùm non dường thá chạp dũng lùi với nhưng mà bỏ sai nó về nít ba chấm xôn trên bụng mày bằng ổn chui con trố nâng bỏ sinh nọt ở kiểm bát nâng bây bán chuyên đồ vẹn bật to tiết ba lấy xong còn bỏ kiểm bát cứ mình lấy sốt buồn và trước sau là trên bụng bài bọc ổn sẽ đọc đối to từ bà hai chạp chung lâu vơi là vơi khi xuân nhạt bắn bắn chắc chắn vừa chỉ xa xây cái tháp lâm nhâm từ chào chung ôi chung đi đây tại kỳ trai sông đây kê xa thuộc gió lạnh hơi tha chạp chung lâu vơi lâu vơi chạp chung nhung vô nhung chưa bình bành đô chưa bơ xa khuyên về phù sơ bay á lông xa vô ri gặp chân công ty mừng tốt lên lại tại kịp lịch nhung hai tin quầy bành chữ chân đa mình ở kia đâm tháng
cát tức rung này. Ta dùng mắt đồn mình, dùng răng chôm chôm, liền bóng lên này. ខ្ញុំក៏អរគុណសវណ្ណថាគឺមូលហេតុដែលកម្មវិធីឲ្យយើងជ្រើសយកចង្វាក់រងកត្រឹមឬក៏ម៉ារីសុនគឺយើងគោលដំណងចង់នាំមកភាពសប្បាយ ឲ្យ កម្មវិធីនឹងភាពផ្លែកកម្មវិធីហើយតាមរយៈបទចម្រៀងហ្នឹងទោះបីសាច់គ្រឿងបទចម្រៀងសាច់ប្រូឡាគឺបទចម្រៀងសែតក៏ប៉ុន្តែហើយសាច់ភ្លេងវាសុបាយយើងអាចក្រុមលេងបានសុបាយហើយសវណ្ណថាធ្វើបានល្អនៅក្នុងជុំនេះខ្ញុំសូមសរសើរអរគុណសវណ្ណថាបាទអរគុណដែលនាំភាពសុបាយបទចម្រៀងបទនេះមកឲ្យគណៈកម្មការយើងអង្គុយគេ អរគុណច្រើនបាទហ្នឹងហើយសំឡេងខ្លាំងមែនតើសំឡេងហ្នឹងមានទម្ងន់ណាហ្នឹងហើយហើយណាមួយយើងច្រៀងអត់ត្រាប់តាមគេអញ្ចឹងសំឡេងធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺម្យ៉ាងមែនតើអានេះហើយដែលចំណុចខ្លាំងនៃអ្នកចម្រៀងបាទគឺយើងមិនយកត្រាប់តាមគេទេគឺយើងប្រើសំឡេងរបស់យើងហើយសំឡេងយើងគឺវារស់ហើយស្ដាប់ទៅគឺវារស់មែនតើ Microsoft Idol រដូវកាលទី 2